Kính thưa quý vị, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 4 của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã ra sức khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, giành thắng lợi trên nhiều lĩnh vực. Song đây cũng chính là thời kỳ mà Đảng và nhân dân ta phải trải qua nhiều thách thức. Tăng trưởng kinh tế thấp, có những năm còn bị tăng trưởng âm, lạm phát phì mã, kéo dài, công tác lãnh đạo, quản lý kinh tế, quản lý xã hội của Đảng và nhà nước phạm nhiều khuyết điểm. Khủng hoảng kinh tế xã hội bắt đầu xuất hiện. Trước thực trạng này, đất nước đòi hỏi Đảng phải kiểm điểm lại đường lối, chủ trương, chính sách, đánh giá khách quan thành tựu và khuyết điểm, định ra mục tiêu, nhiệm vụ, các biện pháp giải quyết đúng những vấn đề quan trọng cấp bách trên tất cả các lĩnh vực nhằm tiếp tục đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên. Trong bối cảnh đó, Đại hội lần thứ 5 của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế xã hội trong 5 năm, giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1985 và những năm 80, khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đại hội lần thứ 5 của Đảng họp từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1982 tại thủ đô Hà Nội. Dự đại hội có 1.033 đại biểu đại diện cho hơn 1,72 triệu đảng viên trong cả nước. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương gồm 116 đồng chí ủy viên chính thức, 36 đồng chí ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành bầu Bộ Chính trị gồm 13 ủy viên chính thức và 2 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Lê Duẩn được Ban chấp hành Trung ương bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng. Ngày 10 tháng 7 năm 1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần. Ban chấp hành Trung ương họp phiên đặc biệt vào ngày 14 tháng 7 năm 1986, bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư của Đảng. Báo cáo chính trị của Đại hội vạch rõ những khó khăn yếu kém của nước ta trong quá trình phát triển. Chúng ta đã chủ quan nóng vội, đề ra một số chỉ tiêu quá lớn về quy mô, quá cao về tốc độ xây dựng cơ bản và phát triển sản xuất, đã duy trì quá lâu cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp, đã quan liêu, xa rời thực tế, không nhạy bén với những thay đổi của vận động xã hội. Với những biến động của tình hình quốc tế và những âm mưu của các thế lực thù địch chống lại Việt Nam, báo cáo chỉ ra trong giai đoạn mới của cách mạng, Đảng phải lãnh đạo nhân dân ta thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 5, bước đầu Đảng ta có cách nhìn mới về nền kinh tế nhiều thành phần, thừa nhận miền Bắc tồn tại 3 thành phần kinh tế là quốc doanh, tập thể và cá thể. Miền Nam tồn tại 5 thành phần kinh tế là quốc doanh, tập thể, công tư hợp doanh, tư bản tư nhân và cá thể. Đó là bước khởi đầu thay đổi cơ cấu các chủ thể sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển kinh tế thị trường. Tuy nhiên, giai đoạn 1981-1985, kinh tế Việt Nam đã không thực hiện được mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội 5. Sai lầm về tổng điều chỉnh giá, lương, tiền cuối năm 1985 đã đưa nền kinh tế đất nước đến những khó khăn mới. Nền kinh tế xã hội lâm vào khủng hoảng trầm trọng. Nhưng nét nổi bật trong nhiệm kỳ Đại hội 5 của Đảng chính là việc Đảng ta đã tự nhận khuyết điểm về mình, thẳng thắn nêu lên nguyên nhân chủ quan, đó là những sai lầm về lãnh đạo và quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Từ đó nỗ lực tìm hướng tháo gỡ, khắc phục. Đó là nền tảng, là bước tạo đà cho sức bật mới ở nhiệm kỳ kế tiếp.